Chú Dê bảo về Pháp, bầu Đức công khai làm điều cực sốc, thầy Park đồng ý quay lại đội tuyển Việt Nam. Trong những diễn biến mới nhất của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chú Dê đã quyết định xin từ chức và rời Việt Nam trở về Pháp. Sau một loạt sự kiện gây chấn động, sự ra đi của huấn luyện viên Tuzy diễn ra sau buổi họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vào ngày 22 tháng 11 và sau đó ông đã có những chia sẻ mặc niệm trước khi rời sân bay nội bài vào sáng sớm ngày 23 tháng 11. Tuzy, trong những phát biểu cuối cùng tại Việt Nam, đã bày tỏ sự thất vọng với phản ứng của người hâm mộ và chỉ trích việc họ đòi hỏi quá cao so với năng lực thực tế của cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh về những đóng góp của mình cho bóng đá Việt Nam, mặc dù những lời này không nhận được sự đồng cảm từ phía người hâm mộ và giới truyền một. Ông Chu Dê chia sẻ với truyền thông trước khi về nước. Ông cho biết hiện tại tôi không biết phải làm gì khi người hâm mộ công kích và lên án tôi, nhưng người hâm mộ hãy nhìn lại những gì tôi đã đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua các cầu thủ đã tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều đừng quên trước khi tôi đến đây trình độ đội tuyển việt nam chỉ quanh quẩn ở khu vực đông nam á ra sân chơi châu lục gặp các đội mạnh như trung quốc hàn quốc uzbekistan và iraq họ là những đội bóng hàng đầu châu á các cầu thủ đã cố gắng thi đấu như vậy là thành công rồi năng lực và trình độ của các cầu thủ việt nam thì chỉ có như vậy mà người hâm mộ đòi hỏi và kỳ vọng quá nhiều sao mọi người không mơ đội tuyển việt nam vô địch world cup luôn đi Đáp lại lời nói ngang tàng với hống hách của ông Chu Dê, Bầu Đức đã lên tiếng phản bác và chỉ trích. Bầu Đức nói: "8 tháng trước đây khi đến Việt Nam, cũng với những lời hứa hẹn sẽ đem lại diện mạo tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Giờ ông Chu Dê hãy nhìn lại đi, 8 tháng nay ông đã làm gì? Ông liên tục thử nghiệm và thử nghiệm, thất bại thì ông bảo là các cầu thủ chưa được tốt, rồi đổ lỗi cho sân bãi hoặc thời tiết. Còn khi thắng các đội yếu hơn thì ông tung hô hết lời, nào là các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của ông." Trong khi bầu Đức công khai chỉ trích và đề xuất sự trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo, cộng đồng người hâm mộ và giới chuyên môn đã bắt đầu đưa ra những phân tích và dự đoán về hướng đi tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Sự ra đi của Chu Dê và sự bảo vệ của bầu Đức dành cho huấn luyện viên Park không chỉ là vấn đề về cá nhân mà còn là biểu hiện của hai quan điểm và phong cách quản lý bóng đá khác nhau. Những người ủng hộ Chu Dê cho rằng dù có những hạn chế, huấn luyện viên người Pháp đã cố gắng đưa vào những chiến thuật mới và phát triển lối chơi của đội tuyển. Trong khi đó, những người ủng hộ Park Hang-seo lại nhấn mạnh tới sự ổn định và thành công mà ông đã đem lại trong quá khứ, cũng như khả năng của ông trong việc xây dựng tinh thần đội nhóm và khai thác tối đa năng lực của cầu thủ. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng cả hai huấn luyện viên đều có những điểm mạnh và yếu, và điều quan trọng là VFF cần tìm ra một chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam lâu dài hơn là chỉ tập trung vào việc thay đổi huấn luyện viên. Họ đề xuất rằng việc đầu tư vào cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và cải thiện hệ thống bóng đá quốc gia là những yếu tố then chốt để đội tuyển có thể tiếp tục tiến bộ. Trong khi đó, Bầu Đức với những quyết tâm mời huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại đã cho thấy sự quyết tâm của mình trong việc đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Dù tình hình kinh tế khó khăn, Bầu Đức vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mời huấn luyện viên có năng lực và uy tín. Điều này không chỉ phản ánh quyết tâm của bầu Đức với bóng đá Việt Nam mà còn là minh chứng cho niềm tin mà ông đặt vào huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự bất ổn trong quản lý nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên Chu Dê không chỉ phản ánh qua những trận thua mà còn qua cách ông phản ứng với thất bại. Các bình luận và lý giải sau trận đấu của ông thường thiếu thuyết phục và đôi khi mâu thuẫn, như trong trường hợp của tiền vệ Hoàng Đức, việc một cầu thủ được đánh giá cao nhưng lại không được sử dụng trên sân đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về phương pháp đánh giá và lựa chọn cầu thủ của Chu Dê. Cầu thủ phong độ và chất lượng thì không sử dụng, lại đi lựa chọn những cầu thủ trẻ, năng lực lẫn kinh nghiệm non kém thi đấu. Chắc chắn với đội hình như thế này thì đội tuyển Việt Nam thua, để ông càng có lý do để bào chữa. Bầu Đức đã chỉ trích gay gắt những thất bại của ông Chu Dê trong quá khứ ở các đội bóng trước đây như Qatar, Mexico, Maroc và đặc biệt là tại câu lạc bộ Thâm Quyến nơi ông bị sa thải sau vài trận thì rốt cục ông có năng lực gì đáp lại những lời chia sẻ của chu dê bầu đức một trong những nhân vật quyền lực trong làng bóng đá việt nam đã công khai chỉ trích mạnh mẽ bầu đức không ngần ngại gọi những hành động và lời nói của ông chu dê là ngang tàng và hống hách đồng thời chỉ trích về phong cách quản lý của ông nhấn mạnh rằng chu dê đã không đem lại những thay đổi tích cực như đã hứa trong bối cảnh huấn luyện viên chu dê rời đi Bầu Đức đã không giữ được sự bình tĩnh và đã có những phát biểu gay gắt chỉ trích cách thức làm việc của ông Chu Dê trong suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh rằng dù Chu Dê có những ý định tốt nhưng cách ông thực hiện các kế hoạch và chiến lược lại không mang lại hiệu quả. Bầu Đức đặc biệt nhấn mạnh vào việc Chu Dê thường xuyên thay đổi đội hình và chiến thuật mà không tạo ra bất kỳ sự ổn định nào cho đội tuyển. Một diễn biến gây chú ý khác là tin đồn về sự quay trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bầu Đức đã tiết lộ rằng Ông đang tiến hành đàm phán với huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Sự trở lại của Park Hang-seo nếu xảy ra sẽ là một diễn biến đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam. Trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển, thầy Park đã đưa đội tuyển Việt Nam đến những thành công vang dội trên đấu trường châu lục và sự trở lại của ông có thể tái tạo niềm tin và niềm hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi tin tức về việc bầu Đức mời huấn luyện viên Park trở lại đang nhận được sự quan tâm lớn, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ quan điểm rằng đội tuyển Việt Nam cần một sự thay đổi lớn hơn nữa, không chỉ ở vị trí huấn luyện viên trưởng mà còn ở cách thức quản lý và phát triển bóng đá quốc gia. Họ cho rằng cần có sự đổi mới, không chỉ dựa vào những thành công trong quá khứ. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tối ngày 21 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhiều người tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Iraq dẫn bàn vào phút bù giờ cuối cùng. Xong nhìn lại cả trận đấu, nếu tiền đạo đội bạn rất điểm tốt, Tỷ số ít nhất sẽ là 3 hoặc 4-0. Trận đấu vừa qua giữa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và tuyển quốc gia Iraq, một số người nói rằng, đá với một đội mạnh trong khu vực, đội hình lại toàn cầu thủ trẻ, giữ được thế là quá tốt. Tuy nhiên nếu bình tĩnh lại, khi chúng ta xác định đá để đặt mục tiêu góp mặt World Cup 2026, khi số đội tham dự được nâng lên 48 thay vì 32 như trước, thì với những gì diễn ra trên sân, giấc mơ góp mặt ở vòng chung kết châu Á 2024 còn khó, vòng loại gặp tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Huống gì nói đến giấc mơ World Cup 2026. Vì sao? Khi đặt quyết tâm cho mục tiêu góp mặt World Cup, đương nhiên gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng ta cũng phải đá ngang ngửa, ra tấm ra miếng, thậm chí là đá trên cơ. Nhưng tiếc thay khi gặp đội bình bình khu vực và thế giới như Iraq, chúng ta đã xem họ như ngọn núi ở đẳng cấp khác, nên mục tiêu của tuyển Việt Nam là thủ hòa. Gặp Iraq còn thế nếu gặp tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran, những ông lớn trong khu vực thì chúng ta sẽ đá ra sao? Vẫn biết mỗi huấn luyện viên có triết lý và cách sử dụng cầu thủ riêng, nhưng xem trận tuyển Việt Nam gặp Iraq trên sân Mỹ Đình, suốt hơn 90 phút, tuyển chúng ta chỉ sút cầu môn đối phương được khoảng 2 3 lần, còn đối phương sút cầu môn của Đặng Văn Lâm hàng tá. Không áp đặt được lối chơi, cũng chẳng có những đường lên bóng để thể hiện khát vọng World Cup. Một đội hình mà suốt 97 phút không thấy thủ lĩnh nào cầm trịch trận đấu ở trên sân. Những hùng dũng hoàng đức vốn vừa là công thần, vừa là trái tim của tuyển Việt Nam, có nhiệm vụ điều tiết lối chơi dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì lại ngồi dự bị suốt hai trận đấu, không được vào sân. Nên nhớ, bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, dù có thay đổi huấn luyện viên, khi những vị trí được xác định là bộ não, trái tim của đội tuyển, đặc biệt là hàng tiền vệ, bao giờ thuyền trưởng cũng giữ họ lại ở trên sân. Đơn giản họ có kinh nghiệm trận mạc, biết điều tiết lối chơi. Đành rằng một con én nhỏ thì không làm nên mùa xuân. Nhưng với bóng đá, một ngôi sao lại có thể quyết định trận đấu. Trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Dê nói đại ý. Muốn tiến ra xa thế giới, đừng nghĩ đến hào quang trong khu vực Đông Nam Á hay châu Á. Do đó phải có triết lý bóng đá khác, phải là sức mạnh tập thể, chứ không phải một vài cá nhân. Hoàng Đức trong con mắt của ông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nên ông chưa dùng. Biết là như vậy, quyền của huấn luyện viên là thế, chuyện rất bình thường. Nhưng nhìn lại trận đấu tối qua, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, cựu tuyển thủ quốc gia, Thái Sơn cầu thủ mới vẫn chưa thể hiện được vai trò điều phối lối chơi. Kể cả sau khi Tuấn Anh thay ra, huấn luyện viên Philip Chuze đã bổ sung thêm một cầu thủ trẻ. Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam vẫn vậy. Điều tiết trận đấu và chuyển hướng tấn công Xẻ những đường chọc khe hay đường truyền vượt tuyến cho tiền đạo ghi bàn gần như là con số không tròn chỉnh. Chỉ gần cuối hiệp 2, một vài đường tấn công biên từ chân khuất văn khang, đỉnh bắc có đường nét. Âu cũng an ủi cho cả trận cầu. Điểm cần nhấn mạnh, đây là vòng bảng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, chứ không phải đá giao lưu, đá thử nghiệm. Bởi vậy khi đã mơ giấc mơ World Cup, thì dù có gặp đội nào, chúng ta cũng phải đá ngang ngửa và sòng phẳng chứ không phải đá cốt để hòa. Với những gì đang có, xem ra đường đến World Cup 2026 của tuyển Việt Nam vẫn còn xa vời.